Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội lần thứ 13 của Đảng đã họp phiên thứ 3. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe và thảo luận về tình hình triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đại hội lần thứ 13 của Đảng thời gian qua và nhiệm vụ công tác thời gian đến, phương án bố trí nơi ăn, nghỉ của đại biểu và phương tiện phục vụ đại hội lần thứ 13, nội quy sinh hoạt của đại biểu dự đại hội, về báo chí tham dự đại hội lần thứ 13 và một số vấn đề có liên quan khác. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý từ nay đến đại hội 13 của Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, triển khai các nhiệm vụ được tiểu ban phân công chủ trì và tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, tránh để sót việc, chậm việc, đảm bảo công tác phục vụ được thực hiện chu đáo, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối. Trước hết cần xây dựng phương án chi tiết và đôn đốc việc triển khai sớm một số công việc trọng tâm.